Xin chào cả nhà đã đến với Halong TV. Quý vị khán giả, hôm nay quý vị khán giả từ giờ phút này quý vị khán giả hãy gọi Halong bằng cái tên khác đi, đừng gọi Halong nữa. Halong mà bữa nay có tên mới rồi, gọi là Thánh Covid rồi. Nên tới bây giờ mà Halong vẫn còn phải test Covid nè quý vị khán giả. Đáng lẽ ra là Halong có một chuyến đi công tác bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 đó, đến ngày 5 tháng 9 ở Hàn Quốc để tham gia một cái hội chợ phim ở được tổ chức ở Seoul. Mà trước khi đi á, là mình sẽ phải trong các cái thủ tục á, thì gồm có là phải test Covid, test PCR đó quý vị khán giả. Thì trước đó Hà Lùng rất là khỏe luôn, Hà Lùng khỏe lắm. Cái tự nhiên đi test cái người ta gửi kết quả về dương tính quý vị khán giả. Trời cái gì vậy trời, sao tự nhiên tôi khỏe như trâu nhưng mà dương tính. Cái xong cái nhưng mà ở chỗ trung tâm xét nghiệm uy tín đó, họ nói là không, thật sự là có, tại vì nhiều khi là cái cơ thể mình nó khỏe nên mình ít có triệu chứng đó, cho nên là mình không có cảm thấy gì hết, nhưng thật ra trong người mình có virus đó. Thì xong rồi sau đó Hà mới nghĩ lại là hình như cũng có thể, tại vì trong ngày 24 á, trưa ngày 24 tự nhiên Hà Lùng đang vậy đó, cái Hà Lùng đau đầu, trời nó phải đau đầu khủng khiếp luôn, đau đầu mà hai cái mắt sụp xuống luôn á. Chở một bé làm chung trong công ty đi từ cái chỗ ăn cơm trưa á, về tới công ty mà Hà Lùng đi đường, Hà Lùng hắm hai con mắt cứ muốn sụp xuống thôi. Hà Lùng kêu chết rồi, sao tự nhiên chị nhức đầu quá, là nhức đầu luôn á mà buồn ngủ nữa. Xong cái nghĩ chắc là hay là mình thiếu ngủ quá thì mình bị nhức đầu hay sao, chứ tự nhiên sao nhức đầu dữ vậy trời, hay là do thời tiết thay đổi. Thì Hà hay nói là nhiều khi Hà giống như cái máy thời tiết á, là trời mà chuyển mưa á là cái đầu mình nó sẽ nhức, nhưng mà cũng không phải. Xong cái mà chịu không nổi luôn, chở bé về tới công ty, xong là Hà Lùng nói thôi chị phải đi về nhà chứ chị chịu không được. Xong cái chạy về nhà xong cái xoa dầu này nọ kia, rồi cái mua một viên Panadol sủi uống xong cái nằm lờ đờ đến chiều thì đỡ đó rồi thôi. Xong cái tự nhiên cái test ra cái nói mình là có virus trong người, thì đâu có bay được đâu, không có bay được. Thì với lại là đi Hàn Quốc á, thì trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh thì mình phải thực hiện cái test PCR lại, thì đâu trốn được, nói chung là thôi cho nên không đi ở nhà. Thì á hôm nay là ngày 31 thì nhận được một cái thiệp mời đi premiere phim, cho nên là bây giờ là mình phải test trước đi, xem thử coi mình còn không, còn virus không. Nếu mà còn thì thôi mình ở nhà, còn nếu mà hết thì mình đi. Tại vì hôm kia Hà Lùng cũng có test lại thì thấy là hai vạch mờ lắm rồi, mờ dữ lắm rồi, mà bây giờ không biết là sao rồi nên mình test lại. Với lại mấy bé ở bên Hàn đang kêu là nếu mà test mà hết thì ra đổi vé máy bay vô bển, tại vì đoàn đi đến ngày 5 tháng 9 mới về, cũng nhiều lịch trình lắm. Thì cái vé máy bay của Hà hiện giờ là đang được để mà định danh 6 tháng. Trời ơi. Chọt rất là sâu đúng quý vị khán giả, chảy nước mắt luôn nè, đúng cho nó kỹ. Chảy nước mắt mẹ, nước mắt con. Mặc đồ sẵn rồi đây nè, mua áo vest rồi. Một là đi Hàn Quốc công tác, hai là đi premiere phim. Mua một cái áo mà nhiều mục đích. Trời ơi. Lắc lên. Mất chinh cái lỗ mũi. Ở nhà Lùng là thánh rồi đó. Bị quá nhiều lần. Nó nhỏ vô rồi. Thank you.
Chưa thấy gì, chưa thấy gì. Này ngoáy rất là sầu luôn á. Sớm lỗ mũi luôn á. Rồi một vạch, một vạch. Chưa thấy gì thêm, phải kiên nhẫn đợi xíu, nhiều khi nó một lát nữa nó lên đó. Rồi không có lên này. Ok rồi, khỏe rồi, đi được rồi. Rồi đi remia được nha quý vị khán giả. Mình không có sợ lây cho ai nữa hết. Rồi mình có thể đi được rồi. Cơ bản là Hà Lùng cũng khỏe lắm quý vị khán giả. Hà Lùng không có sao hết trơn á, không có triệu chứng gì mệt mỏi gì hết trơn á. Nó chỉ có ngày 24 là Hà Lùng có nhức đầu thôi, rất là nhức đầu luôn. Đó. Rồi xong rồi hắt xì hơi vậy thôi, chứ cũng không có cái gì. Rồi lúc mà test ra mà biết là bị là Hà Lùng cũng mua lá xong rồi này nọ, rồi về xong quá trời luôn, rồi uống nước gừng rồi nói chung rồi uống thêm C rồi cho nó tăng sức đề kháng, rồi sạch bách rồi không có gì hết trơn á, chỉ có một vật thôi đó, thấy không, cái gì nhìn thấy không, khó thấy quá. Rồi vậy là mình khỏe rồi, hay là giờ mình đâm đổi vé máy bay, mình bay qua bển. Chứ tại vì cái vé đó là bây giờ người ta sẽ bảo lưu định danh cho Hà trong vòng 6 tháng. Mà đi bây giờ có team, nguyên một team đi thì nó vui. Chứ mai mốt ví dụ chứ không có mình ên mình đi làm gì, mình qua làm gì đâu. Với lại bây giờ đang có hội chợ phim thì đi nó qua gặp mấy công ty đối tác rồi coi coi có cái gì mua phim gì được không hay không rồi này kia. Chứ mai mốt qua đâu làm gì. Dạ thôi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Chắc là luôn phải bắt đầu đi rồi. Chiều nay thì mưa quá trời mưa, Sài Gòn mưa quá trời. Tội nghiệp cho cái đoàn phim Cù Lao Xác Sống, họ họp báo tổ chức ngoài trời quý vị khán giả mà mưa như vậy là hơi 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 buồn. Mà bây giờ cũng đã tạnh hết trơn rồi, chắc là không khí sẽ mát lắm đây. Dạ rồi, có gì Hà Lùng sẽ update thêm cho mọi người sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lâu lắm rồi không có lên clip gì hết.